Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn lại đổ xuống xối xả ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, khiến nước trên nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang vượt mức cảnh báo. Trong đó có những con sông và địa phương đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20-30, thậm chí là 50 năm qua. Theo thông tin mới nhất, vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, tương đương với Bắc Kinh và Hà Bắc trước đó. Quyết định trên được đưa ra sau khi tỉnh này liên tục phải hứng chịu lượng mưa lớn từ 3 ngày qua và buộc phải đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro khí tượng vào ngày 29 tháng 8, như cảnh báo đối lưu mạnh, cảnh báo mưa lớn, cảnh báo rủi ro thảm họa địa chất và lũ quét trong một thông báo đưa ra vào sáng ngày 29 tháng 8 sau khi nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 3, thành phố Mậu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang cho biết. Trước tình hình lũ nghiêm trọng trên sông Hải Lãng, tại đây, các cơ quan thủy văn và thủy lợi phân tích dự đoán con sông này sẽ trải qua trận lũ 30 năm mới có một lần, trong khi thành phố Mậu Đơn Giang sẽ phải hứng chịu trận lũ 20 năm mới có một lần. Lượng mưa lớn khiến mực nước nhiều sông dâng cao. Theo quan trắc và dự báo của cơ quan thủy văn địa phương, tính đến 8 giờ ngày 30 tháng 8, đã có 31 hồ chứa trên địa bàn vận hành vượt mức lũ cho phép từ 0,1 đến 4,81m. Mực nước của 19 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,2 đến 2,47m. Trong đó có 7 con sông vượt mức an toàn từ 0,37 đến 1,24m. Dự kiến một số con sông như sông Kiến và sông Lạp Lâm sẽ xảy ra lũ hơn 50 năm mới có một lần. Trong một thông báo vừa gửi đến thủ phủ Cáp Nhĩ Tân và thành phố Mậu Đơn Giang hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã yêu cầu các địa phương này nâng cao bản lĩnh chính trị, tập trung cao độ, đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ tính nghiêm trọng, cấp bách của tình hình lũ lụt thiên tai, cũng như tầm quan trọng của việc làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay. Dự báo mới nhất từ Đài khí tượng Cáp Nhĩ Tân cho thấy, đợt mưa lớn lần này mang tính cực đoan, lượng mưa ở phía nam thành phố, cấp huyện, Ngũ Thường và Thượng Trí trên địa bàn đã gần bằng hoặc vượt mức cao nhất trong lịch sử. Được biết, tỉnh Hắc Long Giang là nơi có mỏ dầu Đại Khánh lớn nhất và lâu đời nhất Trung Quốc, cũng là tỉnh sản xuất lương thực lớn nhất của nước này. Thành phố Ngũ Thường là một trong 5 huyện trồng lúa hàng đầu Trung Quốc. Hiện những cánh đồng lúa ở đây đã bị ngập nặng và đứng trước nguy cơ mất trắng. Thưa quý vị, khoảnh khắc một chiếc ô tô lao xuống từ cây cầu bị sập do mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc khiến nhiều người sợ hãi. Đoạn phim từ camera hành trình gây sốc được quay tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào ngày 29 tháng 8 cho thấy một chiếc ô tô màu trắng lao từ cây cầu bị sập xuống dòng nước lũ dữ dội bên dưới. Tình huống trở nên càng khó tin khi tài xế của chiếc ô tô màu trắng được người dân tại hiện trường giải cứu một cách thần kỳ. Các video khác tiết lộ thêm rằng không chỉ một chiếc ô tô màu trắng mà còn thêm cả một chiếc ô tô màu đen khác cũng bị rơi xuống cầu. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được chính quyền địa phương triển khai và đoạn đường bị ảnh hưởng đã bị kiểm soát hai chiều nghiêm ngặt. Đối với việc lưu thông qua đoạn này, các phương tiện buộc phải rời khỏi cao tốc và đi đường vòng để tránh nguy hiểm. Cảnh sát giao thông và các cơ quan quản lý đường bộ đang hết sức khẩn trương xử lý tình hình tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho cư dân và người đi đường. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, nhưng tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng. Các đội cứu hộ và lực lượng liên quan đang nỗ lực tối đa tham gia vào hoạt động cứu hộ, đồng thời kiểm soát và đảm bảo an toàn tại hiện trường. Vùng đồi núi ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn đối mặt nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất. Sau hàng loạt cảnh báo rung bão, trong 2 ngày 30 tháng 8 và 31 tháng 8 ở khu vực thủ đô Trung Quốc, Trạm Thủy văn Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo màu vàng, mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp tại Trung Quốc về nguy cơ xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh và sấm chớp, đồng thời dự báo rung bão sẽ tiếp tục bao trùm nhiều khu vực thủ đô trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8. Cơ quan này cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như lở đất ở hầu hết khu vực đồi núi của Bắc Kinh. Đáng chú ý, các quận ngoại ô như Phòng Sơn, Môn Đầu Câu và Mật Vân có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét. Hôm thứ Tư vừa qua, Trạm Thủy văn Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa cao chưa từng thấy trong vòng 140 năm qua do ảnh hưởng của bão Doksuri. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở Bắc Kinh khiến 11 người thiệt mạng.
từ việc xả lũ nguy hiểm do mực nước các sông dâng cao đến cư dân bị mắc kẹt trong các thành phố ngập nước. Thực trạng này đang thách thức hệ thống ứng phó thiên tai với lượng mưa kỷ lục kéo dài, thời gian rút nước mất nhiều tuần sau cơn bão mạnh trong nhiều năm. Khi cơn bão Doksuri đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc hôm thứ Sáu tuần trước, mưa lớn đã trút xuống, phá vỡ kỷ lục mưa 140 năm ở Bắc Kinh, thậm chí lượng nước mưa đổ xuống Hà Bắc còn vượt tổng lượng mưa cả năm. Tiếp tục khi tàn dư của cơn bão đến các tỉnh biên giới của phía đông bắc của Trung Quốc và mưa bắt đầu giảm dần, một khu vực có diện tích bằng nước Anh phải vật lộn với công tác hậu cần để xả nước an toàn cho các tuyến đường thủy và hồ chứa, đồng thời giải cứu hàng chục nghìn người bị mắc kẹt trong nhà. Lưu vực sông Hải, nơi hội tụ của 5 con sông ở miền Bắc Trung Quốc đang trải qua quá trình tiến hóa lũ. Theo truyền thông nhà nước đưa tin ngày 28 tháng 8, các hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ được cho là phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất kể từ trận lũ năm 1996. Mùa hè năm 1996, lũ lụt trên diện rộng ở lưu vực sông Dương Tử miền Trung Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.800 người, làm hư hại hàng triệu ngôi nhà và khiến nhiều vùng đất trồng trọt bị ngập lụt. Các nhà chức trách ở Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp thiên tai lên 2 từ 3, trong khi Bắc Kinh giữ nguyên cảnh báo về sạt lở đất ở vùng ngoại ô. Nước lũ có thể mất tới 1 tháng để rút ở Hà Bắc. Tại đó, thành phố Chất Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo một quan chức Bộ Tài nguyên nước tiết lộ, ngày 28 tháng 8 cho đến nay, khoảng 100.000 người ở thành phố này đã được sơ tán, tương đương 1/6 dân số thành phố. Từ lâu, Trung Quốc đã nhận thức được nguy cơ ngập úng khu đô thị. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây đã tạo ra những khu vực đô thị rộng lớn bao phủ các vùng ngập lũ bằng bê tông. Thời tiết cực đoan do sự nóng lên toàn cầu đang làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 98% trong số 654 thành phố lớn Trung Quốc dễ bị lũ lụt và ngập úng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa ở các tỉnh phía đông bắc có thể tăng tới 50% trong tháng 8. Một khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở thành phố Trắc Châu là thị trấn Mã Đầu, nơi đường xá biến thành sông, nguồn cung điện và nước bị cắt, tín hiệu điện thoại di động bị mất và người dân mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền cao su tiếp cận người dân mắc kẹt ở vùng nước ngập. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, ở những nơi nước cao đến đầu gối, người dân đã được xe chở đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu gặp nhiều khó khăn. Các quan chức quản lý khẩn cấp và chính quyền địa phương đã ngừng tiếp nhận các đội cứu hộ mới từ nơi khác. Với lý do các con đường bị chặn và thiếu sự phối hợp thống nhất làm tăng thêm mối lo ngại về an toàn, truyền thông nhà nước cho biết lực lượng cứu hộ từ khắp Trung Quốc đã ngỏ ý xin hỗ trợ cứu trợ lũ lụt ở Trắc Châu, nhưng một số đơn vị chưa nhận được sự chấp thuận của quan chức địa phương. Trung Quốc hiện phải đối mặt với thời tiết mưa bão nhiều hơn với cơn bão Kanun đang di chuyển trên biển Hoa Đông về phía Nhật Bản và dự báo sẽ đổ vào các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc vào 2 ngày tới. Hình ảnh các đô thị ngập sâu trong nước lũ làm bật lên câu hỏi về sự chuẩn bị của Trung Quốc trước những sự kiện thời tiết cực đoan. Lũ lụt đã làm ảnh hưởng ít nhất 30 triệu người ở Trung Quốc từ đầu năm 2023 đến nay, bao gồm 20 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ vài ngày qua. Theo hãng tin Bloomberg, sau trận lũ năm 2012 ở Bắc Kinh khiến 79 người thiệt mạng, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để đối phó trước lượng mưa cực đoan và đẩy mạnh xây dựng các thành phố bọt biển. Nói một cách đơn giản, những đô thị kiểu này tăng khả năng thấm hút nước mưa bằng cách sử dụng vườn trên sân thượng, vỉa hè thấm hút các bể nước ngầm rồi từ từ nhả ra hệ thống sông và hồ chứa. Hơn 10 năm qua, hàng chục thành phố từ Bắc Kinh ở phía Bắc đến Trùng Khánh ở phía Nam đã đi theo hướng này. Nhưng những gì xảy ra dường như đang làm lung lay chiến thuật trên. Khi mà nhiệt độ toàn cầu tăng lên đã tiếp sức tạo ra các đợt mưa khổng lồ trút xuống đô thị. Lấy sân bay quốc tế Đại Hưng ở ngoại ô Bắc Kinh làm ví dụ, mạng lưới hồ cảnh quan, bể chứa nước và hệ thống thoát nước ở đây đủ sức thấm lượng nước mưa xấp xỉ 1.300 hồ bơi chuẩn Olympic. Vậy mà các đường băng của sân bay này vẫn bị ngập sâu trong đợt mưa kỷ lục vừa rồi tại Bắc Kinh. Hơn 744,8mm từ ngày thứ Bảy tuần trước đến thứ Tư tuần này, cao nhất trong vòng 140 năm. Ở tỉnh Hà Bắc kế cận, thành phố Hình Đài dù hưởng ứng phong trào bọt biển từ năm 2016 nhưng cũng không chịu nổi khi phải hứng lượng mưa của 2 năm, khoảng 100cm trong vỏn vẹn 2 ngày mới đây. Theo trang tin Caixin, vấn đề của chiến lược thành phố bọt biển theo tiến sĩ Hồng Trường Tử của Trường Đại học Quốc gia Úc là chưa tính tới những sự kiện thời tiết cực đoan.
kế hoạch này ban đầu khá tốt vì có hướng tiếp cận toàn diện với các vấn đề xử lý nước đô thị, bao gồm kiểm soát ô nhiễm, ứng phó với mưa bão và giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, nó chưa tính tới các sự kiện cực đoan và thảm họa như lũ quét, tiến sĩ Hồng Trương Tử nhận xét. Tiến sĩ Lê Chiêu, nhà nghiên cứu của Tổ chức Hòa Bình Xanh, chỉ ra các thiết kế xử lý nước của chiến lược thành phố bọt biển dựa trên lượng mưa trong vòng 30 năm trước thời điểm năm 2014, do đó không thể thích ứng được với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Chẳng hạn, tính tới năm 2020, thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam đã bắt đầu đầu tư 53,5 tỷ nhân dân tệ để bọt biển hóa. Thậm chí một số khu vực được bỏ trống để dành riêng cho thoát nước lũ, nhưng chỉ sau một năm, một trận lũ thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 380 người ở Trịnh Châu, cùng thiệt hại tài sản lên tới 41 tỷ nhân dân tệ. Ngay cả bọt biển thật sự cũng không thể thấm hút vô tận. Ông Mã Tuấn, Giám đốc Viện các vấn đề công và môi trường ở Bắc Kinh nhận định với Bloomberg, đồng thời cho rằng chiến lược này cần kết hợp với các giải pháp khác để ứng phó với lượng mưa lớn. Việc phát triển đô thị ở đất nước tỷ dân này ngày càng tính tới việc ứng phó bão, với các đô thị tọa lạc trên những khu vực từng là hệ thống thoát nước tự nhiên như hồ, đầm, lầy và rừng. Trung Quốc phải xây dựng các hạ tầng thoát nước mưa mới. Một bí quyết khác nằm ở mở rộng hạ tầng xanh, tức công viên, vườn sân thượng trong khu đô thị. Chính nhờ hệ thống ứng phó mưa bão tự nhiên này mà 800.000 cư dân Trì Châu, một trong những thành phố bọt biển đời đầu, tránh được lũ quét năm 2016, bất chấp lượng mưa trút xuống đây năm đó cao hơn mức bình thường ít nhất 30%, theo một đánh giá của chính phủ Trung Quốc. Để tăng cường hiệu quả của các thành phố bọt biển ở Trung Quốc, tiến sĩ Tuấn đề xuất tái sử dụng các luồng lạch được xây dựng từ xưa để xả lũ và phân lũ, song song đó là đẩy mạnh hệ thống cảnh báo để giảm thiểu thiệt hại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.